chấm gì đấy. Đấy. Đây nè. Không, đây con mái chưa. Cái gì? Hai chồng anh đâu? Sao đuôi đuôi có mở cái? Cái nào chứ? Hai chồng anh ơi. Không, còn đây con mái. Nó trọng lên chồng thôi. Mái nó lên âm thế thì bình thường cái gì đâu. Cái là con nữa kìa. Hai con cạnh cây thôi, con nào đi ra. Xuống đây. Cẩn thận đấy, ăn được con mái lại thơm thịt. Về nó gấp đẻ ngon. Rung rung cánh. Quầy bình quỳ. Đấy, xong lên á. Chú cho con trẻ ngậm mồm này. Con mồi kìa, con mồi kìa. Mồi đang hót hả? Mồi. Thế thì chủ vào đấy chú. Nhét cái đầu. Nhảy như này. Đâu rồi? Đang cho mồi chứ. Cái vai chưa? Gúi gúi kìa. Con chồng bên đéo nào đây? Con chồng bên ngoài anh ơi. Ngoài cùng hay ở trong? Ở ngoài cùng. Đấy, cánh rung rung ấy. Đấy, 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 đấy. Hai con cùng cánh mà. Con chồng bên ngoài, em vừa thấy nó đi bộ vào mà. Đéo biết được hai con đều rung. Đều phùng họng, thành con tàu không đi. Hình này con nào ngực yếm đậm là con đấy. Ừ, hình như là con chồng ở ngoài. Con chồng ngoài. Đấy, hot đấy. Con cái cảnh sệ nhỉ? Không, hình như con trống ở đầu này. Ngay đầu. Bắt toàn đấy. Theo cái chế, cái thế gọi oai hoa. Thế của em đeo cảnh đẹp thế, đeo rã thì cứ đứng đấy nhìn đẹp lắm ngay. Đấy, đấy, đấy. Lên thôi. Con trống ngay là đấy. Đấy, con trống ngoài có gì. Ô, 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 ô. Hai cụ cùng díu trái với cụ đeo này. Vãi trường nhỉ. Có người đang ra đây. Ừ, cô ra. Đá phải cô vào nhà kia. Chết rồi, cúi đâu. Đấy, đẹp thế đấy. Đấy, con trống đấy. Đấy, đấy, đấy. Mình thấy đẹp rồi. Xuống đây con. Gì đây? Máy lại chiến kia một con đá. Đấy, lần này mày ở ngoài. Đấy. Mày này. Xuống đi. Thành thể đấy đi nhảy thì đi thuận làm gọn giữa lưới. Chơi đây, chơi đây, chơi đây.
xong rồi nó có nó nhỏ nhỏ nó sợ chết 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 xuống cho nó có canh 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 nữa coi gì kệ nó lên 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 gọn luôn này lên con nó cười lên à bác được đừng có bò cười nữa xong rồi xong ui ok nó đậu đậu chết đậu lên nồng rồi anh ạ ừ đấy thơm thịt rồi đã xong em tít.